Anh có đọc bài báo liên quan đến Decibel chưa? Rồi. Thì bọn họ nói là đã chứng minh được nó là người cá. Chỉ vậy thôi. John, anh không thấy tội cho nó hả? Bọn họ đang làm những gì mình thích lên người con bé, đang thí nghiệm con bé. Tại sao chúng ta không nhờ bạn bè giúp đỡ để có thể giải thoát cho con bé? Anh giúp con bé được không vậy? Giúp đỡ nó. Nó không giúp ích được gì cho công ty của anh cả. Thậm chí nó còn làm cho công ty của anh đang mang tiếng là lừa đảo. Làm ơn hãy làm gì đó đi anh à. À ba, kể từ khi nào em biết làm đúng vậy hả à ba? Không lẽ em không nhớ kẻ thù trước đây của em họ đã làm gì? Kể nó đi. Cứ để cho họ thí nghiệm, cùng lắm là mất vài miếng thịt. Phải chứng minh con đó có phải là quái vật thật không? Chỉ vì không phải là con người thì muốn làm gì thì làm hay sao? Nó là người cá chứ không phải là quái vật đâu thưa anh. Anh không hiểu tại sao em lại đột ngột quan tâm tới con nhỏ đó như vậy chứ. Em có biết trong em bây giờ giống cái gì không? Giống như là mẹ của nó vậy đó. Có phải ý anh nói là anh không chấp nhận em đúng không hả Redo? Vậy thì tại sao anh còn tới đây làm gì nữa chứ? Tới đây để làm gì? Anh bắt buộc phải tới đây để nói thẳng ra mặt em là không còn yêu em nữa hay sao hả Redo? Tôi yêu cô bằng cách nào đi? Cô là người cá, tôi là con người. Không thể được, chuyện đó không thể nào xảy ra. Nhưng mà đi Isabel mà đi đâu, anh cũng đã chấp nhận đi Isabel rồi còn gì? Cô khác với đi Isabel mà tôi đã từng gặp. Không phải. Em như cô ấy chỉ là một người mà thôi đi đâu. Đúng là em có đùi cá, nhưng mà trái tim của em đối với anh cũng chỉ là một mà thôi đi đâu. Em rất yêu anh. Nhưng mà chúng ta quá khác nhau. Nguồn gốc của chúng ta khác nhau. Làm sao mà chúng ta... Thậm chí tôi còn không biết cô từ đâu tới. Tới nơi mà cô sống nó ra sao? Cô ở đâu? Có bà mẹ hay không? Cô là ai? Em rời bỏ những người thân. Em rời bỏ những quốc sĩ Trịnh Nam. Anh chính là lý do mà em lên mặt đất này, anh có biết không rồi đâu. Cô không nên làm như vậy. Em làm vậy là vì tình yêu của em mà thôi rồi đâu. Vậy tại sao cô không nói sự thật với tôi? Cô đã lừa dối tôi. Cô lừa dối tôi. Cô không phải là người mà tôi yêu. Em không cần anh đó lý do tại sao anh không yêu em. Anh cứ chửi em đi. Cứ nói em là con quái vật, cứ nguyền rủa em đi. Chứ đừng có nói thêm bất cứ điều gì nữa đi đâu. Làm sao mà chúng ta ở bên nhau được? Làm sao hả? Tương lai gì đang đợi chúng ta phía trước? Còn nữa, con cái của chúng ta nó sẽ ra sao hả? Nó có là người cá không? Rồi mọi người cũng sẽ bắt nó, rồi đưa nó tới cái hồ này. Làm trò cười cho thiên hạ. Em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Em chỉ biết là em yêu anh thôi. Em đã chấp nhận tất cả. Dù là anh sẽ không bao giờ yêu em, hay là anh đã yêu và đã từ bỏ tình yêu đó. Anh hãy làm ơn nói thật lòng mình đi.
Trệ Đô, Trệ Đô, cô còn đến đây làm gì hả? Đáng lẽ cô không nên có mặt ở đây. Lỡ như có phóng viên họ đang tác nghiệp ở đây thì sao hả? Cũng may là có người báo với ba là con đang ở đây. Đi về nhanh lên. Trệ Đô, đi nhanh lên. Trệ Đô, kính thưa nữ hoàng, tên từ hầu Anana đã tới rồi. Ngươi từng là người họ đắc lực của ta Arana. Ngươi có nói cho Bukandin biết là ta đã biết được kế hoạch giết chết ta của hắn chưa vậy hả? Thưa nữ hoàng, tôi chưa nói gì cho Bukandin biết. Vậy thì tốt, bởi vì ta có một bất ngờ cho hắn đây. Để ta xem cuối cùng thì ai mới là người chiến thắng, dám đến trước tôi chọi với đó. Bà Lucia có gọi về chưa? Vẫn chưa thấy gọi về bà Guda. Nhưng mà lần cuối cùng tôi nói chuyện với bà ta thì bà ta nói là sẽ tìm mọi cách để cứu Decibel thoát khỏi tay của Betty. Hả? Vậy Decibel cô ta sao rồi? Ngươi đừng có nói với ta, còn Betty nướng cô ta rồi nha. Đừng có giỡn như vậy mà, không có vui chút nào đâu. Giỡn một chút thôi, làm gì ghê vậy? Bà Coda, chúng ta phải làm cái gì đó, không thể cứ ở đây được. Tôi không muốn mình cứ bất lực đứng như vậy. Làm gì đi, làm gì thì cũng làm hết rồi. Bây giờ ngay cả đi tôi cũng đâu có đi được. Còn bà Amafura thì bà ta giờ là con rùa rồi. Bây giờ chắc bọn chúng đang thí nghiệm Isabel. Bọn chúng nghĩ con bé là sinh vật lạ. Tôi đồng ý, chúng ta không thể làm gì được, hết cách rồi. Tôi không thể hiểu tại sao cô ấy lại phải yêu Reno chứ. Mọi người thử nghĩ coi, bây giờ ngay cả chúng ta cũng phải gặp nguy hiểm đấy nè. Người đang gặp nguy hiểm nhất chính là Decibel. Bởi vậy tình yêu mù quáng mà. Nếu như cô ta yêu tôi thì chúng tôi có một cuộc sống hạnh phúc rồi, chứ không phải trốn chui trốn nhủi như bây giờ. Ta biết người rất tiếc nuối, nhưng chuyện đó là không thể. Nếu như tất cả đều theo ý người thì đâu có gì để nói chứ. Làm ơn đối diện với sự thật đi. Được chứ? Và đừng có nói gì hết. Đi thôi Trê Đô, đừng nói với ba là con quay lại cho con quái vật đó kìa. Ba cứ mặc kệ con đi. Được thôi. Tại sao? Ngoan ngoãn đó, như vậy có phải tốt hơn hay không? Cô cứ làm những gì mà cô muốn làm đi. Nếu cô muốn giết tôi thì làm ơn nhanh lên. Tại sao chứ Decibel? Bỏ cuộc rồi hả? Sao cô không cầu xin tôi hay năn nỉ tôi trả lại sợi dây chuyền này cho cô đi? Tôi không cần làm người thì cần gì cái vòng cổ đó nữa chứ. Được rồi, tiếp tục kiểm tra các phần tiếp theo. Kiểm tra chi dưới? Ý của tôi là vây cá đó Decibel à. Kiểm tra lần này sẽ hơi đau một chút nữa. Anh có muốn gì nữa không? Tôi muốn ông kiểm tra thêm phần biểu bì sinh thiết trên vây ngực nữa.
Được thôi, để tôi kiểm tra. Lấy cho tôi một con dao. Sẽ hơi đau đó. Sao vậy Isabel? Không có đau hả? Thế cũng đau lắm mà. Hay là không đau bằng cái khác? Lúc nãy hình như Redo đã tới để cười vào mặt của cô. Tôi có nghe người của tôi nói là anh ta tới đây. Nhưng mà anh ta đi về ngay sau đó. Anh ta đã bỏ rơi cô và cuối cùng cũng đã biết được anh ta không thể nào sống chung với một con quái vật giống như cô. Sao rồi, chuẩn bị xong chưa vậy? Cô đã sẵn sàng chưa? Vẫn chưa đau chứ gì? Bây giờ con biết thế nào là nhục nhã chưa Redo? Hả? Bây giờ con thấy mình được cái gì chứ? Ba đừng nói nữa. Tại sao lại không? Hay là con muốn mặc kệ hết những tội lỗi của con Redo? Con đau khổ như vậy đủ rồi. Ba đừng xác muối thêm nữa. Thôi đi Redo. Vậy bây giờ ba muốn con làm gì? Con đã nghe theo lời ba rồi. Con bỏ mặc Isabel ở đó một mình. Ba còn muốn con làm cái gì nữa hả? Ôi nhìn dễ thương quá đi. Chị Betty, em không xin chị mà. Đừng làm hại chị ấy nữa. Chị Isabel. Chị ơi, em cầu xin chị mà. Xin chị đừng có hành hạ chị Isabel nữa. Mày là ai mà dám lên tiếng ở đây hả? Mày tránh ra đi, mấy người làm ơn qua bắt cái thằng này lại cho tôi. Mày lôi nó ra khỏi đây. Chị em nữa. Lôi nó ra nhanh lên đi. Chị không được làm hại chị của em. Con sẽ không được làm hại chị của chả cha. Thả tôi ra. Từ giờ nên biết thân phận của mình đi, Isabel à. Nếu như cô không chịu nghe lời tôi sẽ cho cô thành con cá nướng luôn. Cô muốn ở bên cạnh nó, bên cạnh một người cá. Có phải con muốn gì vậy không Redo? Con không biết con muốn gì nữa. Tại sao mày lại điên lên như vậy hả Redo? Mày đang tức giận ai? Giận tao hả? Con đã giận chính bản thân mình. Không lẽ những hy sinh mà tôi đã làm gì anh đều vô nghĩa hết hay sao?
Không lẽ Diệp Thôi cần có một tình yêu thực sự lại khó tới như vậy sao? Sau này cuộc sống của tôi cứ nhìn thế này mãi hay sao? Tôi chỉ là một sinh vật, một con quái vật. Dù sao đó cũng là cách mà anh đã nhìn tôi. Một con quái vật. Chính vì vậy mà anh đã bỏ tôi. Anh không phải sợ tôi rồi nữa. Tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Mấy người thả tôi ra. Thả tôi ra. Là lối cho mày. Cho mày vô này như cái heo luôn nè. Vô mày. Thả tôi ra. Cầm miệng lại đi. Không cầm nó làm gì nhau. Chị coi chị bị quả báo đó. Ủa Paolo, sao cậu còn ở đây nữa? Đáng lẽ giờ này cậu phải đi Nhật rồi chứ. Có một số vấn đề xảy ra vào phút chót, cho nên mình không thể đi với đi. Vậy bây giờ cậu tính làm gì hả? Cái vụ giấy tờ bây giờ công đi mới rắc rối đây nè. Cái mình lo nhất chính là đi điên qua bên đó không biết có sao không nữa. Chắc chắn ông chủ bên đó sẽ điên tiết lên vì cô ấy đã thất hứa với ông ta. Vậy cậu với Didin không còn gì nữa hả? Có phải là đã đến lúc cậu sửa sai với Selamay không? Không cần thiết. Bây giờ mình đã chấp nhận sống không có cô ta rồi. Với lại cậu cũng biết đó, bây giờ cô ấy đang hưởng vinh quang phú quý mà. Mẹ. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Mẹ. Mẹ. Có một người nào mà sống ở khu ổ chuột lại giàu sang phú quý chưa? Khu ổ chuột? Đúng vậy Paolo. Tại vì Selene không muốn cho cậu biết. Mình cũng đã hứa là không nói ra rồi. Cậu cũng biết là họ không phải là ba mẹ ruột của cổ mà. Thật ra Selene không giống như là cậu nghĩ đâu. Thật ra Selene đã xảy ra chuyện gì? Ta sẽ quấy lại bỏ nhà đi chứ. Con có nói với ông ấy chưa? Ông ấy có chịu giúp không? Anh ta hoàn toàn không quan tâm con nói gì. Nhưng mà con có điện thoại cho bạn của con. Họ làm việc cho chính phủ. Con tin là lần này họ có thể giúp được chúng ta. Không ngờ con bé Ti đó lại mất hết nhân tính như vậy. Con sẽ tìm ra một cách thập toàn lưỡng mỹ. Con xin thề với mẹ, con sẽ bắt nó phải trả giá. Tại sao nó lại quá nhẫn tâm với Decibel? Nó còn là con người nữa hay không? Con gái của con sao lại giống con điểm này? Tại sao nó lại đi yêu một con người được chứ? Redo khoan đã. Cô đến đây có chuyện gì? Em tới đây là muốn nói chuyện với anh thôi mà. Với tất cả những chuyện đã xảy ra gần đây, em thật sự chưa có cơ hội để giải thích với anh mà. Cô giải thích những chuyện xảy ra với Decibel sao? Cô nghĩ tôi sẽ nghe thêm những lời dối trá của cô hả? Redo à, anh đừng có nhạy cảm tới như vậy. Em đâu có anh thật anh đâu mà anh lo. Ngược lại em nghĩ anh phải cảm ơn em mới phải. Vì nhờ có em mà anh đã thoát khỏi sự cám dỗ của con quái vật đó. Có phải người con nói chính là Tino, con trai của mẹ? Bây giờ mẹ nghĩ lại thấy con vô cùng can đảm. Cho dù tụi con có gặp sóng gió thế nào, tụi con vẫn một lòng giữ thật chặt tình cảm dành cho nhau. Có thể Decibel nó giống con ở điểm đó. Khi yêu sẽ yêu hết mình. Rồi đâu, đúng là thời gian này tôi như phải sống trong địa ngục. Nhưng mà thứ làm cho tôi đau đớn nhất chính là cái cách mà anh bỏ rơi tôi,
dẹp con tôi như một con quái vật. Vậy là tôi phải cảm ơn cô sao? Tại sao cho tới giờ này anh vẫn còn bảo vệ cái con quái vật đó kia chứ? Từ đầu tới cô nó chỉ nói dối anh thôi. Anh không thể nào có được cô ta đâu, Redo. Tại sao không là em? Dù sao em vẫn là con người kia mà. Người thật đúng là không biết xấu hổ là gì hết. Mau trả cây dương trượng lại đây cho ta. Buông tay ra, buông tay ra. Sao tôi phải trả nó cho bà chứ? Chẳng phải bà dùng nó để giết tôi sao? Dạ. Tại sao lại như vậy? Mình không hề có cảm giác gì hết. Betty cũng không, Cassandra cũng không. Tâm trí hoàn toàn trống rỗng như hôn mòn. Redo, sao vậy? Chỉ có một người mới có thể chiếm được trái tim của mình thôi. Không ai khác, chính là Dizibel. Chỉ có Dizibel thôi. Dizibel! Dizibel! Chị bị sao vậy? Sao bọn họ ác quá vậy? Chị ơi! Chị ơi! Được rồi, anh nói gì đi chứ. Là Dizibel. Anh làm ơn đừng để con quái vật đó phá hỏng không khí được không vậy? Dizibel chính là người mà tôi yêu. Chị ơi, chị tỉnh lại đi, sao nhắm mắt hoài vậy? Chị bị làm sao vậy hả chị Dizibel? Cứu giai, có ai ở đây không? Buồn cười lắm à. Anh bị điên rồi. Người thì làm sao mà yêu được quái vật kia chứ? Còn Dizibel đó, nó chỉ là một con người cá thôi. Anh có nghe tôi nói gì chưa hả? Nhưng mà tôi lại yêu cô ta. Đó mới là sự thật. Tôi rất rất yêu cô ta. Nhân tiện tôi nói luôn, cô không bao giờ có thể sánh bằng với cô ta. Thật khốn kiếp. Biết bao nhiêu người muốn có tôi mà không được đó. Vậy mà anh còn dám đem tôi đi so sánh con người cá. Anh có bị điên hay không vậy? Betty, cô hãy nghe tôi nói. Sự thật luôn luôn khó chấp nhận.
Đúng vậy, tôi đã từng không biết phải làm gì. Khi tôi biết cô ấy là người cá, tôi không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà bây giờ tôi có thể xác định được rồi. Tôi biết chắc cô ta chính là người duy nhất mà tôi yêu thương. Tôi sẵn sàng hy sinh vì cô ấy, chứ không phải là cô đâu. Có ai không? Cứu với! Chị ơi! Chị tỉnh lại đi! Mấy người làm ơn cứu chị ấy chứ! Chị ơi! Chị Isabel! Còn em thì sao, Jose? Em đã làm nhiều thứ như vậy mà tại sao anh vẫn không yêu em chứ? Tại sao cứ mỗi lần hai chúng ta ở bên cạnh nhau là anh cứ phải nhắc tới cái tên Isabel như vậy hả? Tôi xin lỗi Betty, nhưng mà tôi không thể yêu cô. Bây giờ không thể, và sau này cũng vậy. Đừng mà Jose, anh đừng có nói như vậy với em được không hả? Rido, anh mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời của em đó. Không có ai thay thế anh được. Betty, cô luôn là nhân vật của trung tâm. Còn có rất nhiều người sẽ yêu cô. Nhưng Isabel thì khác. Cô nên chấp nhận sự thật này. Rido, em không bao giờ chấp nhận được đâu. Em không bao giờ chấp nhận để mất anh đâu, Rido ạ. Rido, anh đừng có bỏ em. Em kêu anh quay lại có nghe không vậy? Tất cả là lỗi của mày mà, Isabel. Tất cả là tại mày. Mày cứ chờ tao đi. Tao không bao giờ cho mày thắng tao một cách dễ dàng như vậy được. Tôi tuyệt đối không để cho bà tội nguyện đâu. Tôi phải chấm dứt cuộc sống của bà ngay từ hôm nay. Ta sẽ cho người chết tôi phản bội. Đi xe bèo. Isabel. Tình trạng cô ấy đã ổn định rồi, nhưng mà tôi không hiểu tại sao nhịp tim của cô ấy mỗi lúc mỗi chậm lại. Làm ơn cứu chị ấy đi, chị ấy không sao đâu mà. Tôi đã tiêm thuốc vào tĩnh mạch của cô ấy, như vậy sẽ làm tăng nhịp tim của cô ấy lên. Chị ơi, anh ta, anh mau chạy đi, anh ta, anh ta, chạy đi, không có ai được chạy hết, tại chỉ để giết chết đó. Ơi, đừng sợ, không sao nữa đâu. Em luôn ở bên cạnh chị mà, nhớ. Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi. Ở đây có rất nhiều người giúp chúng ta mà. Good boy, chị còn không muốn sống nữa. Chị mệt mỏi lắm rồi. Em chờ chị chết đi. Chị đừng nói như vậy chứ. Đừng làm em sợ mà. Chị thật sự mệt lắm rồi, cô bơi. Chị không còn sống nữa đâu. Chị không sợ nữa đâu. Chị sẵn sàng chết rồi. Chân mà. Chị mệt lắm, cô bơi. Giải thoát cho chị đi. Không được.
chị không được nói vậy. Chị không được bỏ em, chị có nghe chưa hả? Chị phải mạnh mẽ lên đi xe bên, chị không được từ bỏ, chị có nghe em nói chị thôi. Chị ơi, chị của em bị làm sao vậy? Bác sĩ ơi, ơi, bệnh nhân bị đột quỵ rồi. Isabel, bác sĩ, cô ấy bị mất rồi. Tại sao chị của con lại như vậy hả? Do nhịp tim chị của con lúc nhanh lúc chậm cho nên mới xảy ra tình trạng này. Chị con đã bị đột quỵ. Y tá, đưa nó ra ngoài. Không phải. Cậu bé à, ra ngoài đi. Đi thôi. Ra ngoài thôi. Chị, sao bạn của em bị làm sao vậy? Chị ơi! À, chị ơi! Có chuyện gì nói đi. Cái gì? Tại sao mấy người tự tiện nên con quái vật đến tới bệnh viện làm gì kia chứ? Tôi không quan tâm nó sống hay là chết, ít nhất ra mấy người cũng phải nói trước với tôi một tiếng kia chứ. Chị ơi, cổ vẫn còn yếu, chúng ta chưa thể tiến hành được. Theo như thông tin chúng tôi vừa nhận được về người cá Decibel, hiện nay cô ta đang chiến đấu với tử thần để tìm kiếm cơ hội sống mong manh ở một trong những bệnh viện tư thuộc tỉnh Makati. Sự việc hiện vẫn đang được điều tra. Trước mắt cuộc sống của người cá Decibel đang gặp nguy hiểm. Chắc lúc này Decibel rất cần mình. Mình phải đến với cô ấy. Nhưng mà mình nên đi đâu đi? Bà cô đó. Alo. Chúng ta nên đi thôi mẹ. Nhưng mà đi đâu mới được? Mẹ cứ đi theo con. Con khốn này phải chết. Con khốn này mày phải chết. Không! Đừng mà. Bà nói bà đang ở hồ bơi sao? Cứ bước thẳng tới đi. Hồ bơi trước mắt đó. Rồi tôi tới rồi. Đang ở bên hồ bơi đi. Ờ tôi thấy. Cứ bước tới nữa đi. Ờ à, vậy bà ở tới rồi đó. Bà ở chỗ nào? Sao? Có gì ngạc nhiên đâu. Bà vui đó. Đúng là tôi. Bà cũng là người cá luôn hả? Ai cho mấy người tự phép cứu nó là đứa nào kêu vậy hả? Tôi chỉ là đang làm một công việc của bác sĩ mà thôi. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn cô ta chết được. Nó là thú cưng của tôi. Cứu hay không, không tới lượt mấy người có ý kiến đâu. Chúng tôi đã cứu cô ấy được rồi, cho nên cô đừng lo nữa. Ông có bị điếc không vậy? Tôi đâu có kêu ông cứu sống nó. Ngược lại tôi còn muốn cho nó chết vì càng sớm càng tốt nữa kìa. Ý bà là bà giống Decibel sao? Đúng vậy, tôi cũng như Decibel đến từ Sirena. Trước khi chúng ta nói tới thiên tình sử về cuộc đời tôi, thì chúng ta làm ơn bằng cách để cứu Decibel ra có được không? Anh đến đây là kêu quá gì vậy? Lại gặp anh nữa. Tôi thích làm gì con thú này thì tôi sẽ làm. Có ai thương yêu gì nó? Còn không biết chết quách đi chưa rồi. Tôi sẽ rất vui nếu như nó không còn sống ở trên đời này. Kể từ giờ phút này, không có bất kỳ bác sĩ, y tá hay là bất kỳ ai tới gần cô ta hết. Tôi cấm tất cả mọi người không được cứu cô ta nữa. Cứ để cô ấy chết từ từ đi.
Tại sao anh vẫn không thể nào quên em được? Nhất là vẻ đẹp tuyệt vời của em. Cho dù biết em là người cá, nhưng thật lòng anh không thể nào quên được. Em sẽ phải là của anh đi, Sibel. Anh sẽ tìm cách để cứu em ra khỏi đó. Sẽ có một bác sĩ thường xuyên để theo dõi nhịp tim của cô cũng như các biến chứng có thể xảy ra. Dạ. Chị ơi, buông bồi. Chị nghe chóng mặt quá. Chị ơi, chị ấy chóng mặt kìa. Chị sẽ kêu bác sĩ tới, em cứ ở đây với chị ấy. Nếu như chị ấy có xảy ra chuyện gì thì nhớ ấn vào đây, có biết chưa? Ở đây nè, ấn vào đây, chị hoặc bác sĩ sẽ tới đây để giúp. Đi khỏi đây đi, chúng tôi không cần anh giúp đâu. David, là ta kêu cậu ta để cùng tìm cách giải cứu Decibel. Dù sao chúng ta cũng cần có đồng minh. Bà vừa đã nói rất có lý. Lúc này không nên tranh cãi nữa. Ngược lại, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau. Giúp đỡ? Cảm ơn anh đã giúp đỡ ha. Nhờ có anh mà Decibel bây giờ không biết ra sao. Chẳng phải anh đã bỏ mặt cổ rồi sao? Đừng ra vẻ thánh thiện. Vậy bây giờ muốn sao? Thôi đi. Tôi nói hai người đừng tranh cãi nhau nữa mà. Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là giải cứu Decibel. Sao? Radio nó lại biến mất nữa hả? Tối nay tôi đã có hẹn ăn cơm với khách. Nó đi đâu vậy? Chắc có thể là anh ấy đi tới chỗ của người cá. Đừng nhắc đến con quái vật đó nữa. Bình tĩnh đi mà ông ơi. Bình tĩnh nha. Bình tĩnh. Nếu cậu là tôi, cậu có bình tĩnh được không? Hả? Làm sao tôi bình tĩnh được khi thương vụ giữa tôi với ông Enrico gặp trục trặc hả? Làm sao để tôi đền tiền? Làm sao để tôi trả nợ? Làm sao cho thằng khốn đó lấy Betty? Làm sao bắt thằng khốn đó quên đi con Decibel đó? Hả? Gây nhau lúc này không giúp ích được gì đâu. Đúng đó. Tại sao lúc nào cũng chỉ biết hơn thua nhau? Đừng lúc nào cũng như vậy. Ai vậy? Là ai hả? Redo. Cái gì vậy hả? Con ếch? Con ếch biết nói chuyện sao? Nè, ta không phải là con ếch. Ta là rùa mà. Tôi không thể tin nổi. Ta có thể là một con rùa, nhưng mà ta có thể nói tiếng Anh luôn đó. Ta cho một thí dụ nha. Ta có thể nói hey. Tôi không biết như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ có thể anh ta bị mê hoặc, giống như thời mà còn quen với cá xanh răng. Trời đùa, nó không bao giờ làm tôi hài lòng dù chỉ một lần. Dạ thưa ông, có thể là anh Trời đùa, anh ấy không biết đang làm cái gì. Mà cho dù anh ấy có làm gì đi chăng nữa, anh ấy cũng là con của ông, cho nên tôi nghĩ trước sau gì ông cũng sẽ tha thứ cho anh ấy mà thôi. Biết đâu tôi còn một đứa con khác. Nhưng mà ông còn đứa con nào khác ngoài Selimay? Nó không phải con gái tôi. Mình đã biết rồi. Mình đã biết là ai có thể thay thế được thằng Trê Đô rồi. Tôi không biết tôi còn sống không nữa hay là kẹo một thế giới nào khác vậy. Làm ơn giải thích cho tôi hiểu đi. Chúng tôi tồn tại từ lâu rồi, cũng như cậu thôi. Chúng tôi thuộc về thế giới này. Chỉ có điều chúng tôi thì sống ở dưới biển. Ngoài ra thì giống hoàn toàn con người. Chúng tôi cũng biết yêu là như thế nào, mà đau khổ chúng tôi cũng hiểu rất rõ. Giống như Decibel. Giống như Decibel. Tất cả chúng ta đều giống nhau. Nhưng hiện tại Decibel đang ở đâu? Bà có biết bệnh viện cô ấy đang ở không? Chỉ có một mình Blueboy mới biết được chỗ đó. Tôi đang đợi nó điện thoại về. Có như vậy thì chúng ta mới biết Decibel ở đâu mà còn đến cứu con bé nữa. Tôi biết chỗ nào. Dì Ava, dì đến đây làm gì? Chị không cần nói gì đâu. Buồn bồi. Chị cứ nghĩ đi để lấy lại sức. Buồn bồi. Chị có thể cảm nhận được nó. Chị biết thời gian của chị sắp hết rồi. Đã tới lúc chị phải đi thôi. Không phải. Không phải, Elizabeth, em đã nói chị đừng nói chị mà. Bùa bôi. Chị muốn được ngủ. Em đừng có làm phiền chị. Elizabeth, em không cho phép chị bỏ em đâu. Chị nghe chưa?
mù bôi, chị không muốn bỏ em lại. Nhưng mà em còn nhỏ, cần phải sống, không phải cho chị mà còn cho em nữa biết không? Chỉ có chị mình đáng chết. Nhưng mà chẳng phải chị nói là chị sẽ mãi bên anh Deno sao? Tại sao chị lại bỏ rơi anh ta chứ? Chị không còn yêu anh ta hả? Phải không? Không phải buộc bôi. Anh ấy không thể nào yêu chị được. Nhưng mà chị chấp nhận đi. Chị chấp nhận chị và anh ấy không thể thuộc về nhau. Vậy còn mẹ của chị thì sao? Bà Ava. Mẹ chị yêu chị lắm Isabel. Mẹ chị cần có chị không được bỏ mẹ chị như vậy. Isabel là đứa con bị mất tích của dì. Chuyện này là sao nữa đi? Dì tìm nó lâu rồi, nhưng mà dì không biết nó chính là Isabel. Chuyện này sau này có thời gian dì sẽ giải thích. Điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải cứu con bé. Dì nói là dì biết chỗ của Isabel. Đúng vậy. Vậy thì chúng ta đi ngay. Cô ấy đang đợi chúng ta đến cứu. Tôi sẽ đi nha. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta phải hợp lực lại để giải cứu cho Isabel. Em nghe chị nói đây. Nếu như chị cứ chết đi thì trái đất nó vẫn quay có đúng không hả? Nó không dừng lại. Cũng giống như là mẹ chị thôi. Mẹ chị sẽ vẫn vui nếu không có chị. Dù gì trước giờ bà ấy cũng đâu cần chị. Em cũng như vậy. Rồi sẽ có lúc em quên chị thôi. Sẽ có một ngày em quên chị là ai thôi. Không phải, em không bao giờ quên chị đâu. Chị đừng bỏ em mà. Đừng bỏ em mà Isabel. Isabel. Buồn rồi. Chị ơi, chị ơi, y tá, trời đất ơi, bác sĩ đâu hết rồi? Isabel, Isabel, bác sĩ ơi! Ông đến nhà tôi làm cái gì nữa chứ? Nó đâu hả? Nó nè. Cái người mà bà nói là con tôi đó. Thưa anh, cô ta đang ở đây. Nhưng nếu như để thị trưởng phát hiện ra thì... Chuyện này không cần anh phải lo. Chỉ có hai chúng ta biết chuyện này thôi. Vâng. Dù em ở đâu đi Isabel, thì em vẫn phải là của anh. Tuyệt đối anh không để em thuộc về thằng khốn đó. Cứu với! Có bảo vệ ở ngoài, bác sĩ không thể vào đây được. Là ai hả? Có phải do Betty sai khiến họ không hả? Đúng vậy, cô ấy không muốn bác sĩ cứu Isabel. Chị ấy không thở được, sao mấy người ác quá vậy? Mấy người đi chết hết đi! Mấy người có cầu là con người không? Sao lại sợ cô ta chứ? Bác sĩ mà như vậy đó hả? Isabel! Isabel! Nè anh kia, đi đâu vậy? Tôi vào bên trong,
không có được vào đó. Đi theo hướng này,